Rồi, bên em xin chào tất cả mọi người ạ. Thì hôm nay bên em mới về được một con máy phát điện, hàng gần như là mới tinh luôn, Elimax SH7600EX. Đấy, máy có đề luôn. Đấy, khởi động là giật nổ và đề nổ nhá. Thì máy trời hôm nay ở ngoài em thì đang mưa, chỗ em thì nó đang mưa. Thì máy mới về thì em quay luôn và giới thiệu luôn đến mọi người luôn. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy và theo dõi như trên hình ảnh đây, gần như là mới tinh luôn. Đấy, dòng này được nhập khẩu nguyên chiếc tại Nhật luôn. Đấy, điện Zin 220. Đấy, Elimax SH7600 Sawafuji made in Japan. Đây, đấy, từ cái ổ khóa này của nó luôn, ổ khóa đề đây mọi người có thể thấy. Em sẽ giới thiệu chi tiết cho mọi người luôn, mọi người cùng theo dõi nha. Đây, ổ khóa đề là này. Model này thì máy có đề, thì giá mới nó ở thị trường Việt Nam nó khoảng trên 40 triệu. Đấy, vẫn còn bán mới luôn. Đấy, máy được nhập khẩu nguyên chiếc. Đây, điện Zin 220. Đấy, Zin 220 240V, ổ cắm thông thường, ổ cắm 3 chân 32 chịu tải. CB của máy, đèn báo hai cọc DC, DC ở dưới, sạc bình 12V. Đấy, đấy, máy thì gần như là mới tinh luôn. Đấy, đấy, máy đây mọi người có thể thấy là riêng dòng Elimax SH7600 ấy, thì họ sẽ thiết kế thêm một cái giá, tức là giá để bình AQ. Đây, cụ đề họ câu từ bên này sang. Đấy, máy mới về em chưa dọn gì nha. Đấy, gần như là mới tinh luôn. Đấy, thì họ đây thiết kế thêm dây để câu sang. Đấy, câu sang, câu dọc theo máy để câu sang đây. Giá là bình AQ ở đây, rất là tinh tế và rất là đẹp luôn. Đấy, đây, giá để bắt AQ này, từ cái miếng lót nhựa này. Đấy, hai cặp AQ này. Đây là đầu dương, còn đây là đầu âm. Đấy, em giới thiệu qua nha. Đấy, cái giá để bình AQ cực kỳ là chắc chắn và đẹp mắt luôn. Đấy, đấy, dòng Elimax SH7600EX này là nó được nhập khẩu nguyên chiếc luôn. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Bô của nó này, nó chỉ có bẩn đây, còn nó rất là trắng luôn mọi người. Đấy, mọi cái rất là đẹp luôn. Đấy, đấy, lúc máy các thứ em chưa vệ sinh gì nhá. Đấy, chế Kehin Japan luôn. Đấy, khung các thứ của nó là vẫn còn nguyên sơn nguyên bản của nó, chưa có bị có hiện tượng là bong chóc sơn nhá. Đấy, thực ra là những cái vết ố của sắt hoặc ấy ở bên ngoài thì có thể làm lại và khắc phục được rất là đơn giản. Đấy, đây mọi người có thể thấy theo dõi SH7600EX Sawafuji Electric made in Japan. Máy cho công suất là 5.6 kVA, max của nó là 6.5 kVA. Máy này thì sử dụng động cơ Honda GX 390 của Phát Sawa. Đây, động cơ 390 có đề của Phát Sawafuji. Đấy, này thì cực đẹp luôn, gần như là mới tinh. Đấy, này nó chỉ bụi bẩn và mưa thôi em mới lấy về. Thì tiện em giới thiệu luôn đến mọi người đây. Mọi người có thể thấy tất cả là gần như là mới tinh luôn. Elimax SH7600EX có đề. Đấy, máy sử dụng động cơ Honda GX 390 của Phát Sawafuji. Tất cả các dòng Elimax thì đều có tem đây, tem của Phát cho mọi người. Đấy, mọi người có thể thấy theo dõi em đây. Đấy, SH76EX đấy, model đấy, số cổ các thứ đầy đủ hết. Nói chung là máy còn gần như là mới. Đấy, rất ít sử dụng. Đấy, hàng cũ nhưng mà những hàng này thì được gọi là hàng lướt nha mọi người, vì nó gần như là mới tinh luôn. Đây, đấy, 7600EX có đề, cực đẹp luôn. Thực sự là nó đang mưa nên em không mang ra ngoài để quay cho quý vị được. Em quay ở trong cái
cái kho này thì nó hơi chật một chút đấy, thì để nó đỡ mưa thì em sẽ cho anh em thợ dọn rồi quay luôn lên cho mọi người. Thực ra dọn là nhà em cũng chỉ là thứ nhất là rút dầu mỡ ra để bảo dưỡng này đấy, xong rồi kiểm tra lại bình xăng này, khóa xăng này đấy, buji này đấy, mọi cái rồi lau qua dầu xăng cho nó vệ sinh lại cho nó sạch sẽ đấy. Hàng gần như là mới tinh luôn mọi người, 76X có đây, động cơ 390 của Nhật đấy. Mọi người có thể check cái model này nhá, Elimax SH 7600. Nó sẽ có hai model, một model là chỉ có khởi động giật nổ và một model là nó có khởi động vừa đề vừa giật nhá mọi người. Đấy, thiết kế cái giá bể bình ắc quy rất tinh tế luôn. Mọi người có thể đánh giá cái chất lượng con máy này đấy, còn gần như là mới tinh đấy. Bên em thì chuyên cung cấp các dòng máy phát điện, máy xây dựng các loại nha mọi người, đầm cắp, máy cắt bê tông đấy, máy phát điện công suất từ 1 kVA đến 100 kVA, củ phát điện các loại, động cơ để anh em chạy cắt bê tông hoặc chạy vào lái hoặc vào bất cứ việc gì, động cơ xăng đấy, động cơ xăng Honda Robin hoặc là Van Gua đấy, cooler đấy, mọi người có nhu cầu bất kỳ dòng nào hoặc phụ tùng đấy, cứ alo bên em, bên em có thu mua lại tất cả các dòng máy phát điện nha. Đấy, quý vị có máy phát điện mà không có nhu cầu hoặc cần đổi nâng công suất hoặc là cần sửa chữa, cần thay thế thì bên em có sửa chữa thay thế thu mua toàn quốc luôn đấy. Anh em có máy mà không có nhu cầu sử dụng đấy, hoặc là cần máy mà cần sửa chữa đấy, thì có thể cứ nhắn tin gửi hình ảnh qua Zalo cho bên em theo số hotline 0966 421 739, Zalo của em. Nhà em chỉ dùng duy nhất một số điện thoại này và Zalo này để tiếp nhận thông tin của khách hàng và phản hồi của khách hàng đấy. Nhà em có hai cơ sở, một cơ sở nằm ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, cơ sở thứ hai là nằm đường Tân Thứ Nhất 01, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Bên em có hỗ trợ và giao hàng toàn quốc đấy. Mọi người cần nhu cầu hoặc là cần báo giá hoặc là cần hỗ trợ gì, mọi người cứ nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp, bên em xin phép không được báo giá trên video nha mọi người đấy. Mọi người có nhu cầu hoặc cần hỗ trợ gì, không cần phải mua máy ở bên em, như cần hỗ trợ gì cứ nhắn tin gọi điện qua Zalo 0966 421 739 đấy, em sẽ tư vấn và hỗ trợ hết mình luôn đấy, trong cái khả năng hiểu biết của em đấy, thì em sẽ hỗ trợ mọi người, bên em sửa chữa này, bảo hành cho mọi người luôn, dài hạn tất cả các dòng máy đều 2 năm, hỗ trợ trọn đời máy đấy, vận chuyển giao hàng toàn quốc, chỉ cần mọi người đặt cọc nha, nếu mà khách quen thì không cần đặt cọc ạ. Đấy, còn những anh em mà mua lần đầu hoặc quý khách mà mua lần đầu thì cứ đặt cọc cho bên em nha, bên em sẽ nhận đặt cọc và sẽ xin lại địa chỉ và số điện thoại giao hàng, thì bên em sẽ cho đơn vị vận chuyển giao hàng tận nơi, hoặc là quý vị có thể gần hai cơ sở nhà em có thể đến tận nhà để nhận hàng, hoặc là em sẽ gửi xe khách đối với các anh em tỉnh gần. Còn nếu mà khó hơn nữa thì em có thể chuyển bằng đường Viettel hoặc chuyển phát, họ sẽ mang đến tận nơi luôn cho mọi người luôn đấy. Đấy, máy móc như thế nào đây, con 7600EX này về như nào em quay luôn trực tiếp cho mọi người đấy. Sau rồi em sẽ có một cái video, nếu mà anh khách nào mà đấy cảm thấy ưng con máy này thì mọi người chốt thì em sẽ cho anh em dọn, còn nếu không thì em tạm thời em sẽ xếp về kho để làm những con máy mà các anh em đã đặt trước đấy. Dòng này thì cực chất luôn nha, 7600EX có đề, dòng này rất ít bọn em mua được, nếu mà dòng không có đề thì bên em mua được rất nhiều, nhưng mà EX mà 7600 mà dòng có đề này thì rất ít mua được đấy. Chạy động cơ 390 13 ngựa, hàng nhập khẩu nguyên chiếc luôn đấy. Em mua như nào em về cái em quay luôn cho mọi người nhá. Rồi, em vừa giới thiệu đến mọi người con máy phát điện Elimax SH 7600EX. Đấy, quý vị mà có nhu cầu về các dòng máy phát điện như nào thì cứ nhắn tin gọi điện cho bên em nha. Đấy, bên em sẽ hỗ trợ hết mình. Đấy. Rồi, em xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn theo dõi video và ủng hộ bên em. Xin mọi người vui lòng đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất của bên em. Đấy. Bên em rất là cảm ơn và biết ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ bên em.
Rồi, em xin tạm dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye mọi người.